Xin chào các bạn đã trở lại kênh của Hoàng Tuấn TV. Cũng có rất nhiều bạn nhỏ hỏi là hai chú chim cu gáy của nhà Hoàng Tuấn TV đó đã mua một cái tổ mới hay là tổ ấm cho nó trước chưa, hay là một ngôi nhà mới đó. Thì hôm nay Hoàng Tuấn TV là đi xem cái lồng mới nhé, để mua cho hai chú kim cu gáy nhé. Vì hai chú kim cu gáy cũng đó cũng đã lớn rồi. Thì đây là vào được cái lạc vào cái avi của cô chủ nhỏ này, bán rất là nhiều loại chim này, nhưng mà thích nhất là lạc vào cái chim cu gáy này. Mình Hoàng Tuấn đang quay đây cả chiếc chòe nữa nữa đó, chim cu gáy bên dưới này đó, Hoàng Tuấn quay. Thì để mua ngôi nhà mới này, Hoàng Tuấn đã hỏi mua một cái rồi để về cho hai. Trong video này á, có nhạc bản quyền do chủ nuôi chim này họ mở nhạc ấy, nên là Hoàng Tuấn này tắt cái tiếng đi á, phải lồng tiếng lại á, nên là mong các bạn thông cảm nhé, nên là không có tiếng chim hay là tiếng chú cô gái ở tại chỗ mà mua chim nhá. Đây nha, đã có ngôi nhà mới rồi nha, cho hai bạn cu nhỏ nha, các bạn thấy không? Hai nhà mới cho bạn cu nhỏ thấy không? Đó, bạn có lồng mới nha. Làm gì nữa cô? Mới cho hai bạn có chuồng rồi, mai mốt là mình sẽ mua và thêm một cái lồng nữa cho hai trận chú cu gáy nha. Xin chào các bạn, hẹn các bạn trong clip tiếp theo nhé. Bây giờ Hoàng Tấn xin dừng cái video tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Mong các bạn ủng hộ kênh, một like, một đăng ký và chia sẻ nhé. Và clip nhiều nhất.